Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại App Store ở Omotesando. Thì hôm nay thì mình đến đây để thay cái pin của iPhone X. Đấy, mình đã đặt lịch trước rồi nhé. Mình cũng đã có làm video hướng dẫn các bạn rồi. Thì mình không làm lại nữa nhé. Hôm nay thì mình sẽ đến đây và trực tiếp thay pin tại App Store. Đây là chiếc iPhone X của mình. Thì tất cả các dữ liệu thì mình đều là giữ nguyên. Thì hôm nay thì mình sẽ đến đây và thay thì để xem là sau khi thay thì tất cả dữ liệu thì là có được giữ nguyên hay không hay là bị xóa hết nhé. Thì tất nhiên là mình cũng đã copy cái dữ liệu này lại rồi. Thì nhưng mà lần trước thì mình đã thay nhưng mà mình đã xóa hết dữ liệu, còn lần này thì mình đã không xóa. Thì để xem là sau khi thay pin thì dữ liệu còn được giữ nguyên hay không nhé. Thì các bạn cùng đón xem nhé. Thì bây giờ mình sẽ xuống bên dưới và để thay pin thì mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem là cái App Store ở Ginza nhập ở Omotesando này thì như thế nào nhé. Đây mình quay một vòng cho các bạn xem nhé. Đây là cái trung tâm App Store ở Omotesando ở Tokyo. Đấy, mình quay một vòng cho các bạn xem nhé. Rất là rộng. Thì ở trên này là đa số là trưng bày các sản phẩm, còn ở dưới này là có một tầng dưới này. Dưới này là chuyên bên sửa chữa. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này để cho nhân viên là kiểm tra cái máy của mình nhé. Đấy, ở dưới này là cái tầng tầng bên dưới thì là chuyên về sửa chữa cũng như các dịch vụ của iPhone cũng như iPad. Thì các bạn là làm việc ở dưới này. Đấy. Thì mình đã đặt lịch rồi thì là bây giờ mình sẽ đến và nói chuyện với nhân viên nhé. Thì đây là cái quang cảnh của cái tầng 1, tầng kia bên dưới của trung tâm sửa chữa App Store tại Omotesando. Đấy. Thì mình quay một vòng cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ lại và bảo nhân viên là mình đã hẹn lịch nhé, mình sẽ lại nhé, cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ mình sẽ lại. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng Apple App Store ở Omotesando nhé. Thì hôm nay mình đến đây để thay cái pin của iPhone X đây nhé, cái máy của mình đây. Hiện tại thì nhân viên đang còn kiểm tra cái tài nguyên di động, có nghĩa là kiểm tra cái phần bên trong của iPhone X của mình. Đấy, trước khi đến đây thì các bạn sẽ check cái mã QR. Check cái mã QR này nhá. Để cho nhân viên biết là mình đã đặt hẹn lịch thì có cái mã QR này. Đấy, có cái mã QR này nhá. Thì hôm nay thì toàn bộ cái máy của mình là đều là chưa vẫn còn nguyên, chưa xóa cái gì cả, chỉ có mình là hẹn lịch rồi cầm nguyên máy đến đây. Thì không biết là lát nữa để thay cái pin xong thì nó có cái dữ liệu bên trong thì nó có xóa hết hay không, thì mình cho các bạn xem toàn bộ cái dữ liệu trong ảnh nhé. Hiện tại thì mình đang còn chờ nhân viên kiểm tra cái máy. Đây nhá, tất cả cái dung lượng đây là gần 2.000 ảnh. Đấy, hơn 2.000 ảnh với tất cả các thông tin là đều mình đều để nguyên trong này hết. Đấy, lát nữa nhân viên sẽ kiểm tra để xem là sau khi thay pin thì xem ở bên trong sẽ như thế nào. Có bị xóa hay không nhá. Đấy, tất cả các app cũng như là mình vẫn để nguyên như như vậy. Thì các bạn cũng đón chờ lát nữa mình sẽ quay, nhân viên đến mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Hey. はい。このまま交換です。目指していただいたし。あ
とはアップデートですね。バージョンが 14.8.1 ってもうなってるので、うん、はい、アップデートをしてあげないとちょっと動きとかが改善しないかなっていうのと、うん、あとですね、あの修理の際にバッテリーを採取し、はい、診断とかをやっていくんですけど、うん、場合によってはアップデートをしないとその診断が通らないので、うん、私の時とかってアップデートを強制的にしている状態の私になる可能性があるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。わかりました。そうなりますとデータを回復していますとか、そういう画面のままの私になります。大丈夫です。あ、大丈夫です。失礼しました。あのご自宅でもしアップデートしない状態で返されてきましたら、はい、ご自宅でアップデートだけお願いいたします。わ、うんうん、かりました。あとはバックアップが iCloud で取れてる、確認してくださいって言ってるんですけど、そこも大丈夫そうですか？うん、大丈夫です。わかりました。私は再作ります。これ交換時間はどれぐらいかかりますか？確認させていただきます。今すぐ出てくるのでお待ちください。最低でも1時間は頂戴しているいくつか注意点としては、はい、修理の際に保護フィルムが剥がれてしまった場合は、大丈夫です。あと、中を開けた時にもし液体損傷とか確認された場合、うん、修理進めることができないので、その時はディスプレイを閉じて未修理の返却でよろしかったですか？大丈夫です。その時は水に入ったこととかもございませんよ。うんうん、どちらでご購入されたとか、どこで間違いなかったとか、前があの、ドコモの、はい、そう。携帯の番号の方にあるかな。ありがとうございます。特にスイカってパスモは入ってはないですか？ないです。アドレスも G メールでは間違いなかったです。ないです。お受け取りの時に免許証のホームページいただいております。マイナンバーとかもあれば写真付きのものをお願いいたします。6時10分に出来上がりますので、はい、階段下降りてきていただいてスタッフに受け取りとお伝えをしてください。はい、大丈夫です。あ、大丈夫です、はい、バッテリーの交換修理です、うん、でこちらが金額が9800円、受け取りでお会計になります。はい、スピーカーと書いてあるんですけれども、こちらのスピーカーを外さないとバッテリー修理できないから、こちらも、はい、こちらゼロになっております。質問大丈夫ですか？あ、大丈夫です。お願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。こちらで。じゃあまた6時10分以降です、ね。はい。はい、お待ちしております。お疲れ様です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。À, thì sau khi hiện tại thì nhân viên đã check cái máy của mình, thì nó còn tờ thay pin thì tất cả là hết 9.800 yên nhá, 9.800 yên cái thay pin của iPhone X. Hello, xin chào các bạn nhé. Sau một tiếng thay pin, chờ đợi thay pin thì là chiếc iPhone của mình đã thay pin hoàn thành. Thì mình mang iPhone đến đây thay pin, con này là iPhone X nhá. Thì mình thay pin thì mang đến đây là tất cả dữ liệu đều là không đồng chạm gì cả. Thì sau khi thay pin thì tất cả đều được giữ nguyên. Và bây giờ là tình trạng pin là 100% nhá. Đây, dung lượng là tối đa là 100%. Thì nếu mà các bạn thay pin thì các bạn không cần phải lo lắng nhé. Các bạn chỉ cần là tắt tìm kiếm iPhone. Còn tất cả mọi là vấn đề về
về thông tin cũng như là các cái trình duyệt bên trong thì đều không liên quan, nên là các bạn yên tâm. Thì video này tới đây thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn là thành công nếu mà thay pin tại Apple Store nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.